đỏ da, phồng rộp là các phản ứng phụ mà bệnh nhân này gặp phải sau khi được điều trị hóa xạ trị đồng thời để điều trị căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 3. Tuy nhiên, ngay khi xuất hiện các triệu chứng này, các bác sĩ đã sử dụng thuốc bôi để khắc phục. Hiện những vết bỏng rát của anh đã dịu đi rất nhiều. Chỉ có một chút nhỏ nhỏ là bệnh nhân có cái bỏng da nhẹ ở độ 1 ở cái vị trí tia xạ, và bệnh nhân này thì đã được các bác sĩ chỉ ở bên xạ chỉ định cho dùng các cái kem bôi và hướng dẫn vệ sinh để mà giảm các cái tác dụng ở ngoài da của do xạ trị. Thế còn về mặt độc tính của hóa trị thì chúng tôi đánh giá bệnh nhân không có các cái độc tính của hóa trị. Còn bệnh nhân này thì khác, tác dụng phụ mà ông gặp phải thì nhẹ hơn, chỉ là mệt mỏi kiểu cảm cúm nhẹ và ăn uống không ngon miệng. Điều này không gây ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình điều trị của ông, bởi sau liệu trình được hóa xạ trị đồng thời, hiện sức khỏe của ông đã cải thiện rất nhiều. Thôi sau khi trị xạ thì nó về nó cũng có mệt hơn. Thế và thực tế thì có mấy anh em trong phòng thì cũng có người người ta phản ứng thì nó mệt hơn nữa. Và cũng có người đến hôm qua là phải chuyển lên khoa khác để điều trị tiếp. Thế nên đối với tôi thì nó trong quá trình nó mới khi mình bắt đầu về thì nó cũng có mệt mỏi hơn tí, xong rồi là nó lại trở lại bình thường. Hóa xạ trị trong điều trị ung thư phổi là phương pháp điều trị chuẩn hiện nay, được áp dụng trong điều trị ung thư phổi giai đoạn 3 không phẫu thuật được, giúp bệnh nhân tăng hiệu quả, song đôi khi cũng để lại một vài tác dụng phụ không mong muốn như mệt mỏi, đau đầu, stress, trầm cảm, chán ăn, đau cổ họng, gây ra mô sẹo hay da bị bỏng rát, phồng rộp và viêm loét. Những tác dụng không mong muốn này có thể xảy ra trong hoặc sau vài ngày điều trị. Điều quan trọng là bệnh nhân cần thông báo cho bác sĩ ngay những triệu chứng bất thường để xử trí kịp thời và giảm thiểu các tác dụng phụ. Về cơ bản, đối với cái tác dụng phụ của hóa chất và xạ trị thì nó có thể cao hơn trong trường hợp mình sử dụng một phương pháp. Tuy nhiên, trong các nhóm bệnh nhân nghiên cứu và thực tế mà chúng tôi đang điều trị thì thấy rằng là ở cái mức độ là cũng hoàn toàn có thể là chấp nhận được, với điều kiện là các bác sĩ về nội khoa và bác sĩ xạ trị kết hợp với nhau để xử trí các cái tác dụng phụ. Một số những cái tác dụng phụ mà liên quan tới cái hóa trị, ví dụ như là bệnh nhân bị giảm bạch cầu, bệnh nhân có những cái biểu hiện chán ăn, rối loạn tiêu hóa do cái hóa chất gây ra, thì cái quá trình này thì cũng được chăm sóc đồng thời với lại những cái độc tính về xạ trị, có thể phải sử dụng các cái biện pháp, ví dụ như là hỗ trợ cho bệnh nhân, có thể là tập thở, có thể là khí dung trong những trường hợp mà cần thiết, hoặc là cũng phải đảm bảo cái chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng, có thể sử dụng kháng sinh khi có bội nhiễm, hoặc là phải nâng cao thể trạng để đảm bảo cho cái người bệnh đủ cái thể trạng để mà chịu đựng được hai cái liệu trình trong cùng một thời điểm. Các bác sĩ cũng cho biết, đôi khi cũng có tác dụng phụ xuất hiện muộn sau vài tháng, thậm chí vài năm như viêm phổi, xơ phổi do teo mô phổi sau xạ trị, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vì vậy, để hạn chế những tác dụng phụ không mong muốn, bệnh nhân cần phối hợp chặt chẽ với bác sĩ trong công tác quản lý, theo dõi nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời, giảm thiểu tối đa biến chứng và di chứng của điều trị. Chúng tôi có một cái bảng để mà hướng dẫn bệnh nhân những cái dấu hiệu, chỉ ra cho bệnh nhân thấy và phát cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân thấy những cái dấu hiệu như thế thì bệnh nhân có thể liên hệ với bác sĩ đối với những bệnh nhân ở ngoại trú. Đối với nhân ở nội trú thì trên cái lịch định kỳ chúng tôi thăm khám thì trong cái quá trình đó thì có cái thăm khám về lâm sàng, có cái thăm khám về các cái xét nghiệm cần thiết để mà phát hiện ra những cái vấn đề của người bệnh để mà mình xử lý kịp thời. Nếu là những cái nhiễm khuẩn, những cái mà cần phải sử dụng kháng sinh hoặc các cái thuốc đặc trị thì chúng tôi cũng phải bổ sung ngay. Để đảm bảo cho cái quá trình nó được thông suốt thì người bác sĩ cũng như người bệnh phải luôn luôn có một cái sự gắn kết. Khi mà các cái dấu hiệu mà được phát hiện sớm nhất và xử lý một cách nhanh nhất, triệt để nhất thì cái khả năng tăng nặng nó cũng sẽ là thấp nhất. Hiện nay, với nhiều tiến bộ trong lĩnh vực xạ trị ung thư phổi như việc áp dụng các phương pháp xạ trị tiên tiến như xạ trị điều biến liều thể tích, xạ phẫu, kết hợp thêm các phác đồ điều trị củng cố bằng thuốc miễn dịch như Duvalumab sẽ góp phần cải thiện chất lượng điều trị, đồng thời làm giảm thiểu tối đa những tác dụng phụ trên cơ quan xung quanh và tổ chức lành của cơ thể người bệnh, giúp người bệnh kéo dài thời gian sống.